Ôi cha, đây là tiền đấy ạ. Đây là những cái loại giấy chứng nhận sử dụng xe đạp này. Vâng. Nói đăng ký xe máy. Kia nữa cũng một cái UAV kia nữa đúng không ạ? Đây 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 là đúng là cái góc nhìn của phi công đây. Bác thử đứng cạnh cái quả lốp 3 tấn này cho xem thử nào. Ôi dồi ôi. Quý vị các bạn thân mến, cảm ơn quý vị các bạn đã ghé thăm kênh du lịch Nến TV. Việt Nam của chúng ta thì là một đất nước mà không cho phép bất cứ một cá nhân hay là tổ chức nào được sở hữu vũ khí quân dụng. Tuy nhiên trường hợp đặc biệt ngày hôm nay mà Nến muốn đưa mọi người tới lại là một trường hợp rất là đặc biệt. Ông là người mà sở hữu, là người duy nhất ở Việt Nam sở hữu đầu đạn, tên lửa và thậm chí là cả máy bay chiến đấu nữa. Tại đây là một vùng quê ở tỉnh Ninh Bình. Và bây giờ thì không để quý vị mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau là tới với cả một nơi rất là đặc biệt trong số ngày hôm nay nhé. Hiện giờ thì mình đang được đứng cạnh nhà bác Nhâm. Bác là người mà trông coi ở cái bảo tàng tư nhân Kim Chính. Tư nhân, đây là bảo tàng tư nhân Kim Chính. Thì lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong cái quá trình mà đi tham quan quanh bảo tàng. Bây giờ thì cháu nhờ bác Nhâm giới thiệu qua về những cái vật dụng ở trong này đi. Trong cái bảo tàng này nói chung tổng thể là lưu trữ những cái dụng cụ làm ăn của nông nghiệp nông thôn cách đây 40-50 năm trở về trước và lưu trữ những cái vũ khí từ cái thời chiến tranh chống Pháp cho đến bây giờ. Vâng vâng. Và nhất là cái giai đoạn chống Mỹ năm 1975, 30 tháng 4 năm 75 là kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, cho nên là ở đây trong kia thì nó có rất nhiều bom đạn kể cả máy bay thật. Vâng, vâng. 101 để Liên Xô tài trợ cho Việt Nam để đánh B-52 12 ngày đêm năm 1972 à. Nó vậy đấy. Thế thì cháu nhờ bác đi một vòng nữa, bác giới thiệu. Đây là cái xoáng của bộ đội biên phòng của huyện Kim Sơn, tỉnh Hà Nam Ninh. À vâng. Thế còn đây là hai cái phao cứu sinh này. Vâng. Hai phao cứu sinh của cái tàu vận tải đường biển là mấy vạn tấn đấy. Không may chơi ở ngoài giữa biển mà bị sóng gió hay là bị thế nào thì cha con người tàu ấy nó sẽ xuống cái phao cứu sinh này, nó đóng cửa lại, lúc bây giờ phải bắn pháo hiệu để bên cứu hộ phát hiện được họ mới đến họ đến để họ cứu. Cái hai cái tàu này có tuổi đời lâu chưa bác? Hai tuổi đời này, cái này là tuổi đời lâu rồi. Lâu rồi. Vâng. Bây giờ nó hết hạn sử dụng mới đưa về đây. À thế cái ông chủ của bảo tàng là phải đi sưu tầm từ mãi đầu của ông? Vâng, ông ấy sưu tầm từ năm 2010-14 đến nay. Vâng. Thế cho nên là năm nào cũng đi đủ các nơi nghe thấy, bởi vì trước đây các cô cũng có để lại cho ông chủ một số những cái vật dụng. Vâng. Thì ông ấy đây là người đã qua bộ đội và vâng. quân ngũ. Vâng. Thì ông ấy ham cái kiểu này, cho nên là ông ấy sưu tầm. Vâng. Đi các nơi sưu tầm này. Đây là những cái quả đạn. Quả đạn đấy. Vâng, quả đạn. Quả đạn này quả đạn đủ các kiểu, đây họ đã ghi này. Đủ các ly luôn các nhỉ. Đây là VK-120 này. VK-120. Đây là một loại VK, một loại này VK-147 này. Có ghi rõ. 147 là nó tính là 147 ly. 124 với đây là 120. Vâng. Thì thực tình ra mà nói chỉ có kiếm được cắt tút thôi, còn đầu đạn về mình mô phỏng lại cho nó hình thành. Tức là cái phần cắt tút thôi ạ. Vâng. Vâng. Còn đây là B-40, B-41 chỉ đây. Súng phóng lựu đấy ạ. Súng đây là kiểu súng phóng lựu phóng vai ấy. Vâng, vâng. Còn đây là những cái máy móc mà phục vụ cho chiến tranh ấy. Vâng. Chẳng hạn như bộ đàm hay là những cái này. Thực tình mà nói là ngay bản thân tôi cũng chẳng hiểu ông chủ ông ấy ngồi đâu rồi. Đây là gì đây? Nhưng mà nó là cũ rồi, nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu để phục vụ cái gì thì không biết. Đây, đây có phải cây nhiệt đới không? À đây đúng không? Vâng, đây cái cây nhiệt đới đấy. Cái này thì rất là nổi tiếng ở trong ở trong rừng Việt Nam ấy. Vâng. Ở trong từ Bình Định Quảng Bình trở vào của rừng Bình Khe Xanh đấy này. Còn đây là những cái máy quay lúc bây giờ là quay bằng ấy chứ không phải là quay bằng thẻ nhớ như giờ. Đây phim. Vâng, bằng phim. Còn đây là những cái máy khâu mà thời kỳ cách đây 3-40 năm trở về trước họ chưa có điện lưới ấy, thì phải đạp bằng chân. Vâng. Trực tiếp đạp bằng chân.
Đây, rất là nhiều những cái, vâng, cái còn đây là những cái quặng này là cũng đã sưu tầm về, tuy là nói với tiền bây giờ nó không có giá trị gì, vâng, nhưng mà nó cũng là cái đồ gọi là trung cổ. Đây là tiền cổ đúng không? Vâng, tiền cổ ạ. Tiền cổ của các cái thời kỳ. Vâng. Còn trên này thì những cái máy tính của học sinh trước đây là phải dùng cái loại máy tính gửi này. Vâng. Kiểu bàn tính ấy. Vâng, bàn tính. Còn đây là những cái hộp đạn, thùng đạn của Mỹ và của ta đây. Vâng. Thì ông ấy cũng kiếm về, nhưng mà chắc cũng không đâu. Còn đây là cái máy tính này từ khi Bác Hồ, vâng, của mình ấy là còn đang phải dùng cái này. Vâng, đúng. Để đánh chữ mà. Đánh chữ đấy ạ. Đánh chữ. Vâng. Nhưng mà đến hôm nay nó chỉ xét rồi, đây mới chuyển sang cái thời kỳ thứ hai. Vâng, có cả điện thoại quay vâng. tay số đây nhỉ. Vâng. À. Điện thoại này cũng quay một tay này. Vâng. Đấy, ví dụ vậy này. Chẳng hạn số quay bao nhiêu là thì cứ ấy thì số chẳng hạn như là vâng. không này, không thì cứ cái quay hết đấy. Cái này nhả lại bác nhỉ. Vâng, 3 này. Đấy cũng khá là lâu so với cái bấm nút kia. Vâng, vậy. Vâng. Lâu chứ cái này là thời kỳ vậy này chưa có hiện đại như bây giờ. Đấy. Thế ra trong này. Đây. Vâng. Đây là những cái TV, vâng, TV cassette, TV đen trắng. Vâng. Cái này thì vâng. thế hệ cháu tầm khoảng 59 là vâng. cũng được trải nghiệm. Vâng. Vâng. Nhưng mà thế hệ 2000 vâng. ở đây thì là người ta cũng còn đây là những cái đầu đĩa quay bằng bằng dây hay bằng ấy gì vậy? Bằng từ đấy. Vâng. Còn đây là một số chẳng hạn như là điếu hút thuốc nào này rồi cái bếp cồn này hoặc là cái đèn bão này. Vâng, đèn từ này. Cái thời kỳ chưa có điện này. Vâng. Còn đây là những cái bát của cái thời kỳ cách đây 3-40 năm về trước chứ không phải là đồ cổ. Đây cái đèn dầu ấy, vâng, bắt cái chụp ở vâng. bác nhỉ. Vâng. Vâng. Nào bây giờ là vâng. mình tới với mấy cái chỗ mà nó khí vâng. tài nó khủng hơn đi ạ. Vâng, bây giờ mời anh sang núi này vào vâng. vào trong cái nhà tư liệu này trước xong rồi sẽ lên trên kia. Vâng. Đấy. Nhà tư liệu. Trong đấy có phòng tư liệu luôn ạ. Vâng, ở trong này có một nhà truyền thống nữa. Thì mình đi cái kia có thể này về cuối cùng cũng được. Cái bảo tàng này thì có từ lâu chưa ở... Bảo tàng này thì phát triển từ 2014 cho đến giờ. Thế nhưng mà là năm 2020 thì mới được cấp phép. Được tỉnh cấp phép. Trong này có lưu trữ một số tức là quần áo sĩ quan của các nước. Vâng. Của các cấp viên quân bật điện như các quân phục ấy ở bác nhỉ. Vâng. Ồ có cả mũ phi công luôn này. Vâng. Anh nào to người nhất là có thể là thuê luôn quần áo phi công, tôi nên tôi mở nắp cabin máy bay MiG-21 cho mà lên đây này. À để chụp ảnh. Công, để chụp ảnh quay phim vâng. làm kỷ niệm ấy mà. Vâng. Đây là mũ sĩ quan của các khoa, quần áo đây cũng thế. Vâng. À. Ông chủ ở đây là sinh năm bao nhiêu ở bác? Chủ ở đây sinh năm 1964 hay 66 thế tức là ý thức mà giữ gìn của bác ấy cũng là rất là, sớm ấy. Bởi vì là... Đây là quần áo của bên lính của các nước này. Nếu anh biết biển hiệu của các nước thì phát hiện Campuchia này, Mỹ này. Vâng. Cái này của ông nào tôi cũng chẳng hiểu. Ông này chắc của ông Hàn Quốc ấy nhưng mà cháu chả biết được. Vậy. Mà anh sang nói cái này. À, đây là nông cụ. Đây là những cái dụng cụ làm ăn nông nghiệp của các cụ cách đây từ 40 năm trở về trước. Vâng. Cái thời kỳ mà còn đang lạc hậu, chưa có máy móc gì cả. Vâng. Thì dân mình cũng phải dùng bò, dùng trâu, dùng những cái cày kia, cày đồng màu hay cày ruộng nước. Vâng. Hoặc những cái móng cái mai. Vâng. Hoặc là những cái liềm để cắt lúa vâng. để phục vụ nông nghiệp lúc vâng. bây giờ đấy. Vâng. Đi tiếp vào đây. Vâng. Thế bây giờ mình đi ra đường khác. Đây này, trên này là trên này cũng có luôn ạ. Vâng, cũng có những cái mà để dưới nó về bộn quá phải vô sao. Vâng. À, rồi những cái rổ cái giá to kia này, trước đây là các cụ dùng để xúc cua, đái tép. Vâng. À, còn đây là ông ấy cũng tìm ra được một bộ cái nồi đồng. Ồ, một bộ luôn ạ. Vâng. Ui, 1, 2, 3, 4, 8 chiếc. 8 chiếc nồi đồng từ nồi 15 sao. Vâng. Bây giờ lên đến nồi 3. Vâng. Rất là kỳ công. Vâng, rất này. Chú tầm năm nào cũng đi. Đây, cối đá đây. Vâng, đây cối... Cối đá, cháy cối đá. Cối đá, vâng, dạ cua, dạ gạo rang, gạo chắc.
Còn đây là cái này là nó là cái vung này là vung bằng bằng đưa ra gang. Không, cái này bằng đưa ra, còn cái này đấy là bằng nhôm này. Đây là nó pha đưa ra của những cái bom ấy của Mỹ họ nấu này. Tức là từ xác máy bay đấy ạ. Từ xác máy bay. Còn trong này thì cũng đủ các cái dụng cụ nó tồn tại này, cũng cách đây lâu lâu rồi. Vâng. Đấy. Còn trong này nhất là ở tầng trên nó có một cái bộ đèn măng sông. Đèn măng sông. Đèn bão. Vâng. Thì hết cái thời kỳ đèn bão này chuyển sang đèn măng sông nó chạy bằng mạng. Và cái đèn mới nhất trong cùng thì chạy bằng điện. Vâng, vâng. Đấy. Còn đây là những cái đèn này, đèn măng sông dùng bằng mạng và đốt bằng dầu hôi ấy. Vâng, dầu hôi ạ. Còn đây này toàn những cái chai, vỏ chai rượu ngoại tồn tại ở đây. Đây, ví dụ chẳng hạn đây là những cái nậm rượu của hồi xưa này. Vâng. Đây là những cái này cũng là cái đựng rượu của các cái vua qua vua chúa ngày xưa ấy. Vâng. Đấy, rất là ấy. Rất là lâu đời rồi. Vâng, vâng. Bây giờ mình ra ngoài kia đi bác đi. Được rồi, đây. Có cả dù nhảy dù nữa kìa bác kìa. Dù của máy bay đây. Dù để vẫn rách. Áo thi công kia. À. Còn đây là ông ấy cũng đi sưu tập một số xe máy của từ đời Pháp đến giờ. À. Đây là những cái loại xe của thời Pháp này. Min, Simpson. Đây là cái loại 3 này. Đây này là của Pháp này. Vâng, đây vâng. Chạy đây dây quân loại. Còn ba beta đây này là Simpson. Vâng. Đây, còn trong này là đủ các kiểu Honda này. Đến cuối cùng là cái đời cuối. Vâng, tức là có cả xe của xã hội chủ nghĩa lẫn xe của tư bản. Vâng. Đây cũng vậy, đây là những xe của Nhật. Đây xe Nhật đấy. Xe Nhật. Vâng. Honda. Xe Win. Honda. Coupe. Rất còn nên bộ quần áo nhái. Vâng. Khi mà không may thi công mà không nhảy lên rừng, không nhảy vào bờ mà nó nhảy xuống sông thì phải có cái bộ quần áo, đây là cái rù. Đấy, cái rù đấy đúng không? Khi mà máy bay bị tai nạn là phi công chỉ cần bung rù cái là ra khỏi máy bay. Vâng. Còn đây giới thiệu anh là hai cái xe thồ này biểu tượng cho để phục vụ Điện Biên Phủ ngày xưa này. Vâng. Giải phóng Điện Biên Phủ thì dân mình là chuyên môn có phải dùng xe thồ. Dân với bộ đội mình dùng xe, những cái xe này nó có biển số từ trước năm 1975 này. Biển số phải nên đăng ký đúng không ạ? Vâng. Và giấy đăng ký tôi vào tí cho dân anh vào cái chỗ rồi là lưu trữ những cái giấy được sử dụng, giấy phép sử dụng. Vâng. Đây là những cái xe này đều có ngày xưa là phải phân phối ở ngoài. Vâng. Cán bộ được phân phối với có để mua. Đúng rồi. Đây là những cái dụng cụ của bên thợ mộc. Vâng. Và đây là những cái dụng cụ bắt cá bắt tôm. Vâng. Bắt cá bắt tôm của cái dân ở vùng này. Vâng. Đấy, còn lưu trữ là cái bắt quái. Vâng. Chia cái lờ. Đâu là nở cái nở đánh cua rạm rồi đăng dịch rồi dẫm cái dẫm cái này rồi cụp. Đấy. Vâng. Đủ các loại trên đời. Thế giờ mời anh sang nhà. Vâng. Nhiều chỗ vậy ạ. Bốn chỗ mà. Vâng. Ở ngoài kia chỗ đây chỗ với trên kia thì là ba, đây là bốn. Vâng. Cuối cùng còn có một con trăn với ui. Dạ. Chú. Cuối cùng là có một con trăn độ khoảng trên dưới 50 cân. Ui giời. Cái đuôi cái xấu, mỗi con phải trên dưới 50 cân. À. À. Đây là cái nhà truyền thống. Ông này ông không kỳ công đâu. Vâng, có kỳ công thật. Đấy mà. Đây ạ. Ôi cha, đây là tiền đấy ạ. Đây là những cái loại giấy chứng nhận sử dụng xe đạp này. Vâng. Không nói đến đăng ký xe máy. Ôi giời, đây là tiền tệ của rất nhiều nước đấy ạ. Vâng, của rất nhiều nước mà chỉ có cái sưu tầm. Thế này nếu mà ai mà hiểu về tiền thì chắc chắn là tới đây sẽ cảm thấy choáng ngợp luôn, bởi vì vâng, thậm chí là có cả đồng tiền đại diện đồng franc của Pháp đây này. Vâng, anh biết thế này chứ đây. Còn cái khu vực dưới này là tiền Việt Nam từ thời kỳ vua Bảo Đại anh nhỉ. Vâng. Ồ. 100 ngày xưa là trông như này đấy ạ. Vâng. À, là tiền Việt Nam. Vâng. Hôm nay kỳ công. Vâng, rất là kỳ công mọi người ạ. Mọi người có thể thấy là ở đây có tới hàng trăm. 2014 nữa vẫn chờ mà bỏ biết bao nhiêu đầu tư, biết bao nhiêu kinh phí. Mà cái việc bảo quản này nó cũng rất là phức tạp, đúng không? Phức tạp lắm. Bởi vì nếu mà không cẩn thận thì nó sẽ bị mục nát. Ngoài ra như vậy là xung quanh là đồng tiền đồng
su đồng, su kẽm, su nhôm như quả. Vâng. Đây, cái này một hào đây này, một hào ngày xưa đây mọi người này. Vâng. Vâng. Tiền ui rất là nhiều nước mọi người ạ. Ai mà đam mê về tiền tệ thì có thể đến đây để ngắm. Vâng. 20 đồng từ ngày xưa đã in hình ở Bác Hồ như này rồi ạ. Vâng. Vâng. Thời cháu nó bắt đầu từ 100 đồng này đi này. Vâng. Hồi cháu sinh năm 90 thì bắt đầu từ đây đi. Vâng. Còn bỏ hào đi. Hồi đấy là bỏ hào đi rồi. Vâng. Ôi rất là nhiều mọi người ạ. Còn đây là một bộ ảnh, trên này là một bộ ảnh một cái TikTok các cấp lãnh đạo trên thế giới ở Việt Nam đấy ạ. Không, riêng của Việt Nam. À, cho thấy phải lên lên. Hôm mấy ông Lenin với các anh em đấy là ngang với tầm cỡ của Bác Hồ khi chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là toàn những tướng lĩnh rồi là tứ trụ của Việt Nam đây. Tự như mới nhất là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kia. Vâng, tứ trụ triều đình mà nhất là này. Ở đây nó là tỉnh Ninh Bình cho nên mà hai cái hàng ấy là toàn người Ninh Bình. À, thế đây là tất cả người người Ninh Bình hết ạ. Ồ. Đấy có đấy. Đây Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ đấy ạ. À, Nam Định đấy. Nam Định. Gần gần đây. Dưới ạ. À, đây Ninh Bình đây, Ninh Bình đây. À, Kim Sơn đây. Một hàng dưới là toàn Ninh Bình thôi. Vâng. Chứng tỏ là vùng đất Ninh Bình cũng rất nhiều tướng lĩnh. Còn kia ba cái ảnh ở cái góc đấy là ông chủ đấy. À đấy ạ. À, đấy là hóa ra là ông chủ rồi nhỉ. Ông cũng đóng vai nhà sư và đóng vai. À, hóa ra đây là chủ nhân của bảo tàng Kim Chính đúng không ạ? Bảo tàng cũng đấy, Kim Chính. Đấy là tên của ông ấy, ông tên chủ luôn ạ. Dương Bình Đông. À. À, thực sự là để mà một người mà có đam mê về sưu tầm như này thì phải bỏ vừa công sức này, tiền bạc, thời gian, rất là mất nhiều thời gian. Những cái vào đây như vừa rồi vào trong Vinh Linh Quảng Trị rất là không họ những bom kia họ đến lấy đặt làm cảng của thôn của xóm. À thế ạ. Nhưng mà phải đổi chứ họ không bán. À phải đổi. Nhà văn hóa của họ nó là của tập thể. À, họ dùng cái làm cảng của thôn. Làm cảng của thôn như thế. Thôn thiếu gì là phải mua cái đấy đổi lại thì họ mới đổi rồi. Còn đây là hai cái xe jeep của sĩ quan Mỹ. Ồ, hai xe jeep ngày xưa nó thấp như này thôi ạ. Vâng, nó vậy thôi. Ôi, mà trên đấy ngồi rất là nó nguyên bản. Vâng, à ghế nguyên bản luôn ạ. Vâng. Tức là không có đệm hệ. Không có đệm, bởi vì xe chiến đấu trong đấy mà. Vâng. Cái này là tháo lắp nhanh lắm đấy. Vâng. Bởi vì trước đây là đâu nó có đa số là đồng bằng như bây giờ, đường ngon như bây giờ, trước đây toàn đường núi mở gấp thôi. Vâng. Đi rừng đi núi. Những chiếc xe jeep nếu mà đợi thời Mỹ thì chắc cũng phải nhót nghét tầm 6-70 năm rồi đấy, đúng không ạ? Đây nữa. Đấy là tức là hai loại, hai đời xe jeep. Hai thế hệ khác nhau đấy ạ. Cái đời Mỹ nó ở Việt Nam thì nó cũng nhiều loại lắm. Ô, ngày xưa có cái tời luôn ạ. Tời này. Nên là cái tời này không may nó đi đường rừng ấy. Vâng. Mà bị mưa bị trơn trượt này. Cái tời nó bé như này thôi ạ. Vâng, nó tự kéo nó ra. À thế ạ. Xe cháu cũng có cái tời nhưng mà tời nó to hơn một xíu. Ví dụ như là trước đây chúng tôi ở bên vận tải của quân sự ấy này, cái loại Jin 157 của Liên Xô ấy. Vâng. Đầu tời vừa ba cầu nói. Vâng đúng rồi. Ông Hà cũng vậy, đây là những bom đạn. Đây là bắt đầu là vỏ bom đấy ạ. Vâng, vỏ bom. Ôi trời. Tức là đã được kiểm nghiệm rồi, bên công binh họ kiểm nghiệm, tức là an toàn với việc đưa về đây. Vâng, vâng. À, ôi cái coi vậy. Còn đây là quả bom tấn. Vâng. Đây, có hai quả bom tấn nó to nhé. Nhưng nó có đây nó có nhiều loại bom bi cũng có. Vâng. Bom phá cũng có, bom khoan cũng có. Vâng. À, nó ở chỗ đây. Nói chung là về bom đạn thì vâng. Vùng đất Quảng Trị là vùng đất mà nhiều xác bom nhất. Vâng. Thậm chí bây giờ người ta vẫn tìm ra được cái. Vẫn tìm ra nhưng mà không thể mua được bằng tiền được, chỉ bằng cách đổi. Cái mấy quả bom này quả bom gì mà trông nó có đây, cả cánh quạt đằng sau thế. Mấy quả ngư nôi. À ngư lôi. Thì nôi họ thay Mỹ nó thả vào sông. À phóng vào thuyền bè của mình đi qua lại thì có cái loại nó có từ trường. Vâng, cái này nó đuổi theo luôn ạ. Vâng, đuổi theo. Đây có cánh quạt này vậy đấy ạ. Tức là nó tìm mục tiêu nó đến. Vâng. Ồ, bên này là hình dung đây cái chân địa anh hùng của dân quân Kim Đài, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vâng. Hình lại. Tức là chiến lúc bây giờ chiến tranh chống Mỹ năm 1964-65 đã có pháo cao này. Xạ đấy. Không có đoạn súng đại niên. À, 12 ly. Vâng, còn cái súng này thì này ở Điện Biên Phủ kéo về đấy. Vâng, quả
vâng. Này với ngoài kia, tức là tô vĩnh diện đây thân chập pháo đấy. Vâng. Còn trong này là cái hầm chỉ huy. Mình hình dung vậy mà chỉ huy. Vâng. Kiểu mình mô phỏng lại đấy ạ. À. Vâng. Bây giờ mô phỏng đây là hầm Quảng Bình. Vâng. Đấy. Hầm kiểu mái nhà của hầm Quảng Bình, nhưng mà nó là hầm Quảng Bình, nó nằm sâu dưới đất cơ. Vâng. Ở đây là thôi gọi là tạm thời. Cái máy bay này là máy bay gì mà nó nhỏ đấy vậy? Cái máy bay này là hình dung nó như thế là máy bay điều khiển từ xa không người lái. À, UAV đấy ạ. Vâng. Ồ, đúng rồi, như thế này thì người đâu có ngồi được đâu bác nhỉ? Vâng, nó đâu nó có phải người lái đâu. Tức là UAV từ ngày xưa đấy ạ. Vâng, nó điều khiển từ xa. À. Có nghĩa là những cái loại này là đi không có vẻ. Vâng, thế còn những cái này quả tên lửa phát hiện những mục tiêu của quân đội của Việt Nam mình. Vâng. Chà. Kia nữa cũng một cái UAV kia nữa đúng không ạ? Kia cũng là một cái điều khiển không người lái đúng không ạ? Vâng, những cái loại này là nó chỉ có đi thôi chứ còn không cần vải. À vâng. Của Mỹ mà. Nó sẽ điều khiển qua vệ tinh các thứ đấy ạ. Điều khiển qua vệ tinh. Ồ chà. MiG-21 của đây. MiG-21. Vâng, ủng hộ Việt Nam khi mà B-52 của Mỹ ở hầm đội 7 nó đi qua đây rồi nó mới lên Hà Nội được. Vâng. Nó giải thảm ở Hà Nội đấy. Vâng, thì mình dùng con MiG-21 để mình chiến đấu với cả B-52 với cả mấy con F-4 đấy ạ. Vâng, thế nào khi B-52 nó vào đây không phải là mình nó mà đàn thần lực vâng. Các loại để bảo vệ nó mà. Bảo vệ. Thì mình sẽ phải dùng con MiG này để đánh cái bọn dâu ria đấy. Thằng của nó với nó bị chịu thua. Vâng. Nó hy sinh tới hàng trăm cái MiG này vì nó bị thua. Vâng. Thế nên anh có cần lên cabin rồi lên tiếp tục bảo cabin. Vâng vâng. Đấy mọi người thấy chưa? Đây là chiếc MiG-21 huyền thoại. Đầu tiên ấy năm 67, 68, 69 thì ủng hộ Liên Xô, ủng hộ cái loại MiG-17, MiG-19 này không làm gì được nó. Không đánh được ạ. Vâng, không đánh được. Rồi sao phải chuyển sang MiG-21 ạ? Dùng cái MiG-21 này. Vâng. Tức là MiG-21 này khi cất cánh được lệnh cất cánh cho đến khi thắng thì quay về. Vâng. Mà chết thì thôi. Anh cứ lên. Vâng vâng, đây cháu vào thử. Thì trong phạm vi có 20 phút thôi mà. À vâng. Vì nó không có nhiều khi nó phía dưới nó có hai quả tên lửa không đối không. Đây ngồi chỗ nào ạ? Rocket đấy. À đây ngồi đây ạ. Vâng. Đây, bác quay thử cháu phát nào. Bác quay thử đây. Đây. Bây giờ thì mình đang ngồi trải nghiệm trong cái khoang lái của chiếc MiG-21. Thực sự là trong đây nó rất là nhiều những cái nút để điều khiển. Chắc chắn là nếu mà ai mà biết về ngành hàng không thì mới có thể là đấy, phi công này là phải học ở Liên Xô đào tạo hàng 5 năm mới về được. Như thế này thì đâu có nhìn thấy được xung quanh đâu ạ, chỉ nhìn mỗi vào màn hình thôi. Vâng, vâng, chỉ nhìn mỗi, tức là không có ngó ra ngoài cả, cabin đóng xuống. Vâng. Đấy. Đây mọi người có thể thấy đây. Đây là đúng là cái góc nhìn của phi công đây. Thì trên này là toàn nũa thôi nhá. Và không nhìn thấy được dưới bên dưới đâu. Sau thì nó có kính hậu này. Đấy. Cái nhậu nó phản chiếu rồi nó đưa vào màn hình. Đâu, vợ bóng. Wow. À cái kính hậu đây ạ. À đây là nhìn đằng sau, đây đuôi đấy ạ. Vâng. Chiếc MiG này cũng đã có tuổi đời rất lâu rồi. Bác có biết là cái chiếc MiG này là tuổi đời từ bao giờ không ạ? Có nơi sản xuất thì tôi không hiểu, nhưng mà cái này là năm 1972. 72. 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không tại trên Hà không. Nội mình á. Vâng. B-52 nó vào nó phá Hà Nội mình. Vâng. Cái lần B-52 của nó vừa vừa thân của nó, trọng lượng thân của nó với bom đạn của nó tới 40 tấn cơ. Vâng. Thế thì nó khi nó vào đây thì nó vẫn đi qua chỗ tôi, đây là cửa biển của Kim Sơn mà. Vâng. Thế thì hàng đàn máy bay phản lực đủ các loại để đi bảo vệ nó. Vâng. Chứ có phải riêng mình nó đi đâu. Riêng mình nó đi thì chắc chắn mình sẽ ăn thịt nó đấy. Vâng. Cho nên là phải bảo vệ hàng tới 20 tấn bom đạn để phá Hà Nội. Như này thì ngày xưa các phi công đều phải được đào tạo ở bên Nga, bởi cháu vâng. Thấy đây toàn tiếng Nga tiếng này. Vâng đây. Đúng không? Đây vâng, toàn tiếng Liên Xô ngày xưa đây này. Ngày xưa đấy. Chữ viết toàn chữ viết Liên Xô mọi người này. Tôi thấy anh em họ nói là khi mà phi công Việt Nam nhận lệnh là ở dưới đã phải làm lễ truy điệu chưa? À, có nghĩa là đi không vào. Là như là cảm tử luôn đấy. Cảm tử luôn đấy. À, thế thì cũng còn may mà được về thì là cái phúc. Vâng. Còn có nữa chỉ có đi thôi. Đúng là khốc liệt thật. Hình như là tức là một sống một chết đấy. Vâng. Anh Hùng Phạm Tuân là cũng lái mấy con này để. Đây là Đỗ Văn Nành đã người Ninh Bình đã trực tiếp lái máy bay này nhiều lần.
Vâng. Có những trận đi thì mà máy bay này đi nào là ở dưới mặt đất họ chỉ huy chứ. Họ bảo đi hướng này hướng kia là nó có tọa độ hết. Vâng, chứ đúng thật là khi mà cháu vào trong này thì cháu không thể biết được là mặt đất như thế nào ấy. Mà phải là nghe từ vâng. Ở dưới đất. Vâng. Bộ chỉ huy nằm ở dưới đất. Giống như là những chiếc máy bay mà chở khách bây giờ họ vẫn phải có một đơn vị ở bên dưới để hướng dẫn. Mặt đất đấy đúng rồi. Điều khiển chạm không lưu đấy ạ. Đi đến đâu họ theo dõi được cái đấy. Vâng. Ôi. Lái này khó lắm. Vâng. Ơ đây là mấy cái chữ này là chữ chữ nó ấy sang chữ Việt Nam để có thể là thợ phòng không ấy. Có phải là một máy bay có một phi công đâu, một tổ thợ, một trung đội thợ. Thế vậy thì chữ này cũng chữ từ ngày xưa đấy ạ. Vâng, chữ từ ngày xưa đấy, khi sản xuất là in chữ này. Ồ, phải đưa về Việt Nam là phải in chữ Việt Nam để cho phi công thì hiểu được tiếng. Vâng. Nhưng mà những cái thợ phòng không của mình ấy thì buộc là phải có những cái cần thiết là phải in phải ấy là chữ Việt Nam, tiếng Việt Nam thì họ mới hiểu được. Vâng. Họ kiểm tra. Công nhận là cái quả tên lửa không lấy không cánh bên này một chiếc cánh kia chiếc còn đây là cái ổ rocket. Vâng. Có vậy thôi. Thế còn cái quả bỏ quả bụng dưới này nó là cái thùng xăng phụ. Vâng. Thùng xăng phụ bởi vì trên thùng xăng chính là không đảm bảo an toàn cho 20 phút. Như vậy thì một chiếc mic này chỉ có thể mang theo hai quả tên lửa và là súng. Hai quả tên lửa không lấy không với hai ổ rocket. Hai. Súng rocket đấy. Vâng. Đây là 5 viên với vòng quanh này. Vâng. Thế thì phải ngắm thật là kỹ mới được khai hỏa bác nhỉ? Vâng. Không ở dưới họ căn trên ấy chứ. Vâng. Họ căn trên bản đồ. Vâng. Rồi căn trên tọa độ, kinh độ bao nhiêu đấy, tọa độ bao nhiêu, kinh độ bao nhiêu anh cứ vậy anh theo họ thôi. Vâng. Thế thì họ bảo bắn họ bảo nào thẳng vào. Vâng. Bởi vì lúc đấy là máy bay đang phi ở cái tốc độ cả mấy trăm đến nghìn cây số giờ làm sao kịp phản ứng đúng không ạ? Còn cái này thì họ vẫn tức là nhào nộn được trên không. Vâng. Tức là nộn nửa lên rồi cắm đầu xuống được vọt lên rồi. Ôi. Đó. Đây là ruột, đây là ruột máy bay hay là cái gì đây ạ? Vâng, đây là cái động cơ của máy bay trực thăng. Vâng. Đây là cần trục của máy bay. Cần trục. Ở đối dưới kia nó là cái bộ phận này, bần trục này nó cắm ở đấy. Vâng. Tải mấy cái cánh, 5 cánh máy bay, 5 cánh như trực thăng. Vâng. Đây là hai đây này, máy bay trực thăng UH do Mỹ trang bị cho biên chủng nhảy dù. Biên chủng nhảy dù. Vâng. Và tiêu diệt ở sân bay Tà Cơn Quảng Trị 1969. Thế thì đúng rồi, sân bay Tà Cơn là cái nơi mà chỗ mà đường chín khe xanh đấy ạ. Vâng. Vâng. Thì cái con UH là con vận tải đây này. Vâng. Tức là trực thăng. Cánh nữa này. Con C mới là vận tải. Đây cánh. Đây cũng là máy của trực thăng. Đây, máy bay lên thẳng. Ba cánh. Quay phành phạch. Bộ đội ta dễ đánh nên gọi là máy bay bà già. À hóa là cái tên máy bay bà già là đây. Tức là khả năng di chuyển của nó khá là chậm đúng không? Vâng. Và kêu to. Vâng. À máy bay bà già. Động cơ của MiG-21 tháo xuống đây. Động cơ của MiG-21. Động cơ phụ. Ồ. Mấy trăm bố kia nó hát 32 loại. Trời ơi, ai thợ cơ khí nhìn các bạn có thể thấy là rất nhiều chi tiết luôn. Này phải học rất là... Một số là nó... Bởi vì cách đây hàng 40 năm, 50 năm trở về trước rồi. Vâng. Đấy. Mà đã như thế này, hiện đại như này rồi. Vâng. Trời ơi. Như chúng tôi là... cùng lắm là nhập ngũ năm 1972 nhớ vào 12 ngày đêm. Tức là 25 tháng 12 dương lịch năm 1972 là nhập ngũ. Vâng. Thì cái này nó đã về Việt Nam cách hàng 10 năm rồi, từ năm 64. Ôi trời. Thế cái này mình để ngoài trời này mình có bảo dưỡng không ạ? Đấy thì cũng chả còn có mái che nó mà che nó. Ồ thế chứng tỏ là cái đồ này nó khá là tốt đấy. Vâng, nếu mà nó được bảo dưỡng liên tục thì nó là hợp kim mà này là hợp kim loại nhẹ. Vâng. Còn như thế nào nó thô sơ thì nó sẽ gì? Vâng. Trời. Đây là đấy, cánh của cánh này đúng không ạ? Không, cánh này đây này, cánh máy bay MiG-21 này. Đấy, còn trên nó dài trên là cánh máy bay trực thăng. Vâng. Đó. Vâng. Đây là trục bi đây ạ. Vâng. Ồ. Không, cái này những này là trục bi của những cái xe cái tăng này. Không phải tôm chẳng. Chắc là nó là mới thôi chứ vâng. Không phải là lâu già, nó không phải nhiều tuổi nào. Vâng. Còn
trong kia có một cái động cơ một thành chân anh nhưng mà là nó rất to. Vâng. Anh có vào xem thấy không? Động cơ gì cơ? Động cơ máy nổ ấy. Vâng vâng, thế để cháu xem thử. Ui cái lốp này to, cháu bây giờ cháu mới để ý cái lốp này to thế nhỉ? Cái lốp này là khi đấy nó có bỏ đi rồi mà nhập về đây nó mất một bên thanh mà cân lên vẫn là 3 tấn. 3 tấn cái lốp này ạ? Cái lốp kia nhỏ hơn, nó còn tanh nữa, nó dày hơn. Ôi trời, cũng là 3 tấn. Bác thử liên tục mà. Bác thử đứng cạnh cái lốp này. Cái lốp này là cho xong xe gì, xe lưu hay là xe công trường ạ? Tôi không biết, chắc là xe của công trường. Cháu là, cháu nghĩ là phải xe tải, tải mỏ đấy. Vâng, ở cảng là mỏ đấy. Vâng, cái Vito này là hãng rất là nổi tiếng đấy. Bác thử đứng cạnh cái quả lốp 3 tấn này cháu xem thử nào. Ôi dồi ôi. Đây này họ ghi nó đường kính. Lốp ô tô. À ông 3 tấn mà khi nhập về đây là về tới sân đây là 7.000 đồng tức là 7.000 một kg. Kinh nhỉ. Lốp xe xúc lật bác ạ, lốp xe xúc lật 96 tấn. Tức là cái xe 69 số, còn lốp nặng riêng của nó là 2,7 tấn. Ủa ôi. 2,7 tấn. Một quả lốp này nữa. Thế cái này mình phải kê chắc chắn không, nó mà đổ thì có đổ được không ạ? Ôi trời. Đây. Nói chung là trong cái video này thì mình cũng giới thiệu qua về cái bảo tàng tư nhân Kim Chính. Thì cái chỗ này là nơi mà mình có nói ở video là người đàn ông duy nhất ở Việt Nam mà được sở hữu một chiếc máy bay quân đội, máy bay MiG-21. Thì đây cũng là một điều rất là đặc biệt. Và trên giải đất chữ S này mình biết là còn rất nhiều người có những cái bộ sưu tập đặc biệt hơn khác. Nếu như các bạn biết ở đâu có cái bộ sưu tập nào mà giống như là bộ sưu tập ở chỗ bảo tàng Kim Chính thì hãy để lại trong phần nhận xét, thì mình sẽ tới đó để mình quay và chiêm ngưỡng cho mọi người. Cháu cảm ơn bác Nhâm. Vâng. Bác Nhâm đúng không ạ? Vâng, tôi tên là Nhâm. Vâng, thì bác là bảo vệ và hướng dẫn. Vâng, thì cháu chúc bác đón được nhiều đoàn du khách hơn. Vâng. Vâng vâng. Chào bác nhé. Cũng đã ghé đây thăm.